Nào mẹ, Chiên ơi, Chiên gấu chân của mẹ đau lắm luôn á. Con gấu cái tay của con gấu vô mẹ rồi cái miệng con cắn chân mẹ nữa. Đau lắm luôn đó. Biết không? Biết không? Đau lắm đó, mấy người cắn tôi đau lắm luôn á, mấy người biết không? Cái tay của mấy người khiêu khiêu tôi nữa. Hả? Kỳ cục kẹo hà. Hả? Bộ tôi nói nhiều không đúng, sao mấy người nằm dài ra, thở dài, thở ngắn với chui vậy? Hả? Nguyên cái Nguyên nói cái nằm dài ra nhìn. Tại vì ở Chiên phái cái quần á, phái mà đồ mà màu vàng á cả nhà, ở Chiên phái lắm, mà mỗi lần Nguyên mặc cái quần này là ở Chiên nhìn cái quần của Nguyên hoài vậy đó. Đó. Ê ê cái giò. Ê ê nữ 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 không được nghe con. Không được nghe con. Đó 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 nhõng nhẽo đó, ai chi nhõng nhẽo đó. Cười. Mẹ hút sữa xong rồi á, mẹ lau mình cho Chiên nghe. Dạ mẹ. Chiên dạ mẹ chưa? Chiên dạ mẹ đi. Dạ mẹ. Chiên ơi. A Chiên à. A Chiên ơi. Nhìn mẹ nè. Ây da, cục vàng của mẹ ngoan quá ta ơi. Ây da, cục vàng của mẹ ngoan quá ta ơi. Nằm xuống đi con, nằm xuống. Nằm xuống đi nè, nằm xuống. Nằm xuống, giỏi giỏi, nằm xuống. Con nằm xuống đi. Ây da, nằm xuống đi. Chiên nằm xuống đi. Chiên nằm xuống, hai tay để xuống xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống này vậy nè, nằm xuống. Cái con lật qua giống hồi nãy vậy đó. Chiên nằm xuống ngay. Chiên không nghe lời mẹ rồi hả? Chiên nhõng nhẽo quá nè. Hello. Xin chào em bé đáng yêu của mẹ. Ấy da. Bây giờ coi vô chi thủy rồi mà. Y cơ chi thủy sao? Y cơ chăng thì liễu kiều quờ nó có sai chuyện y cơ. Chồng Nguyên mua đùi gà với lại gỏi cái gì bánh ướt cuốn củ sắn á cả nhà. Nguyên kêu chồng Nguyên chờ cho Nguyên một cuốn. Hai chồng Nguyên ăn sáng xong rồi chồng Nguyên đi mua đồ. Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Nhìn kìa. Ê, ai vậy? Ai trong đây vậy ta? Ai vậy? Phải ai Chiên không? Ôi trời ơi, Chiên đó hả? Ấy dư, anh Chiên đó hả? Cái gì? Chiên chào mời cô chú chưa? Ê, chào mời cô chú, Chiên chào mời cô chú. Ê, chào mời cô chú. Chào mừng cô chú. Bàn sáng đó. Bàn sáng đó. Chồng Nguyên phái coi mà câu cá lắm cả nhà. Miễn câu cá là ổng phái. Hồi đó ổng mê câu cá đến nỗi mà ổng mua đĩa là câu cá đó về ổng coi luôn á. Giờ có YouTube rồi cho nên khỏe, đỡ tốn tiền. Lên YouTube bấm lên coi câu cá là được. Với lại đi rừng á, đi rừng cắm trại rồi đó, đó chồng Nguyên phái lắm. Nhìn nè, A Chiên nhìn ba nè, A Chiên nhìn ba ăn nè. Ba lèo lèn khoai ba hả? Trời ơi. Một cuốn bánh ướt cuốn củ sắn xào á cả nhà. 2 đồng 8, 2 đồng 8 là khoảng 15 ngàn. 15 ngàn tiền Việt. Trời mắc như vậy trời. Chưa là cơ sai, là cơ sao hả?
Chèo mô bao nhiêu à? Nhi mà dẻn đó sao mà khai xuống lại. Ngày xưa nó chú sáng phần nó phải à, bánh ướt á, măng quăng xào, xào cân xé mì. Chưa? Ngày xưa mấy ủ quy tao nó có xé mì á, chồng mấy ông măng ớt ghê lắm. Chồng Nguyên ổng ăn ớt hả, nó mạnh lắm. Ổng với ông anh bà con, ông anh chồng Nguyên ớt mà ổng uống á trời. Ổng nói ăn vậy nó mới đã, nó mới ngon. Ăn ớt á, ai cũng nóng tính chứ. Chồng Nguyên á, thôi rồi, tính ổng nóng như kem vậy. Ông anh chồng Nguyên vậy. Khó cả nhà, khó tính. Nóng tính. Nhìn ba ăn đó. Ba ăn ớt nó ăn không? Ba ăn ớt nó ăn không nhìn? Cục vàng khè của mẹ. Cục vàng khè của mẹ. Cục vàng khè của mẹ. Ngắp hai cái bánh bao. Nè nè. Ây da, công chúa của mẹ. Ây da, công chúa của mẹ. Ây da, công chúa của mẹ. Công chúa của mẹ ơi. Ây da, thấy tả rồi con. Cái giò bữa nay, cái giò chiên bữa nay kéo lên ngậm được luôn không bà cô chú. Kéo lên ngậm được luôn mà. Cái này kéo lên ngậm được luôn ha con. Hả? Nhìn kìa. Đồ chơi không chịu ngậm ngậm giò. Dừ lắm á. Cái đùi cái đùi của mẹ đó. Cái đùi của mẹ nè. Nằm đây chơi đi mẹ, đây ăn sáng nghe không. Nghe không. Nè đồ chơi của con đó. Ăn xong nó ngồi chứ. Ui là trời ơi. Thái chậm môi văn phân à. Chứ hai chậm môi văn phân rồi. Nó cứ phun đi khanh chuyển chuyện chứ cơ. Những cái phân lèo họ. Mai vua ảnh phân binh chủ nè. Ồ. Cuộc sao mà cái hơi của nó nè. Kiểu như bán xong rồi đó. Bán không hết cái để tủ lạnh đó cả nhà. Cái hơi nó phình ra nè. Còn cái này là cái mới nè. Ôi là trời. Cái này là kêu bằng gì? Tương. Tương ăn với cái này nè. Hồi sáng chồng em đi mua đồ ăn sáng. Cái ổng hỏi Nguyên ăn cái gì, Nguyên nói không, Nguyên không ăn. Cái hồi bữa Nguyên có kêu chồng Nguyên mua cái đùi gà cho Nguyên đó mà ổng vô chồng mua không có. Cái bữa nay ông thấy đùi gà ông mua về cái đùi gà này. Trời ơi, tự nhiên thèm đùi gà ác nhơ. Mình thèm á, ăn ngon. Không thèm mà ăn á. Cảm thấy không ngon miệng. Với lại hai trứng gà bằng ăn sáng của Nguyên đó. Thường thì ăn sáng của Nguyên hả? Đơn giản. Trứng gà. Với lại ly sữa. Đó. Ngày nào cũng vậy chân làm tới. Ăn ngán rồi cái mua đồ ăn ăn. Kiểu như thứ bảy chủ nhật đó cả nhà. Thường thứ bảy chủ nhật thì thứ bảy, chiều thứ bảy Nguyên không có nấu ăn. Chủ nhật Nguyên cũng không nấu nữa. Bánh ướt cuốn củ sắn với lại củ cây đỏ xào với lại tôm khô để mè vô nữa.
chỉ với thả cái gì quản cho cái thiền đấy. Hả? Cái gì cho bao rồi đấy. Hả? Hả? Chồng nguyên định mua 4 cuốn mà hết rồi. Rồi đây 2 lần. Không có lần nào mà mua được 4 cuốn hết chứ. Hết á. Là bán hết. Quên pha sữa uống trời. Hàng chi thế thiếu. A Chin mắc cục. Lấy sữa cho A Chin uống. Ngon. Chiên gà đó nha. Vì chồng em thích Nguyên ăn Nguyên chiên á. Đồ ăn, đồ chiên á là vì chồng em thích Nguyên làm đó. Ở đó Nguyên chiên ngon. Mà trong khi đó Nguyên nấu ăn á nha, là Nguyên học từ dì ba. Nguyên chiên á, chiên hồi đó Nguyên không biết chiên pha bột để chiên cả nhà. Cái Nguyên cũng học dì ba nữa, nhưng mà Nguyên học ra nhưng mà Nguyên nấu, Nguyên chiên ăn ngon hơn dì ba. Tại dì ba nhúng bột và chiên xong không có để gì hết á cả nhà. Nguyên để muối nè, phải chiên 2 lần. Lửa chiên tùy theo đồ chiên. Mình chiên thịt á thì lửa nhỏ. Chiên chuối chiên hay là bánh này kia là mình chiên phải chiên lửa lớn. Tùy theo món nữa cả nhà. Còn gì chồng Nguyên không có, cái nào cũng giống như cái nào nha. Bởi tại sao mà Nguyên chiên ra ngon hơn gì chồng Nguyên. Mỗi lần Nguyên về quê á, gì chồng Nguyên cũng kêu Nguyên chiên lắm. Mà chiên được ta kêu không được, bà nói vậy. Tao giao xe treo á. Ta chiên buồn ngủ. A Chin á, ngủ A Chin nhõng nhẽo, bà không biết cứ đưa sữa cho uống không à. Nguyên ăn á, cái nhà Nguyên không thích chấm. Chồng Nguyên ăn là phải nhất định phải có tương ớt này kia. Nguyên có không có là thôi à, chứ không có yêu cầu. Chồng Nguyên không có là mặt ổng chầm chầm. Mình tưởng chồng mình mua cho Nguyên 2 cái đùi gà, ai vậy con cái. Lâu lâu ăn thèm ngon. Ai con cá không đã chứ. Tưởng nhìn mẹ. Mẹ ăn. A Chin buồn ngủ con mắt nhìn Nguyên nha. Ngồi gác cái giò lên ba vậy mới chịu đi khanh ha chèo. Chiên già.